Xin chào các bạn, mình mới vừa cập nhật phần mềm cho con Huawei Watch GT 3 Pro của mình lên phiên bản là 3.0.0.73 thì nó lại ra một cái phiên bản mới là 3.0.0.76. Ở cái phiên bản cập nhật mới này thì ngoài việc bổ sung thêm cái tính năng là phát hiện độ cứng của động mạch thì nó có một cái nâng cấp về cài đặt màn hình khá là đẹp và mình muốn giới thiệu cho các bạn ở video ngày hôm nay. Thì mình sẽ vào trong ứng dụng của Huawei Health, các bạn vào trong mặt đồng hồ. Ở đây thì nó sẽ có hai cái mặt đồng hồ DIY. Cái mặt đồng hồ này thì nó là một cái mặt đồng hồ cổ điển, mình có thể cài cái hình riêng của mình để làm mặt đồng hồ quá là quen thuộc rồi. Thì cái phần nâng cấp về mặt đồng hồ chính là cái biểu tượng màu xanh này. Khi mà mình lít vào thì trong này nó có một số cái mặt đồng hồ mặc định và mình sẽ thử tùy chọn một cái cho các bạn xem nha. Mình sẽ chọn cái mặt màu xanh này. Trong này thì nó sẽ cho mình lựa chọn là phong cách và kim đồng hồ. Mình click vào phong cách thì nó sẽ có hai phần, một là phần lặp lại và hai là phần bao trùm. Phần bao trùm tức là cái trọng tâm nó sẽ nằm ở giữa đồng hồ như thế này, còn phần lặp lại thì nó sẽ theo dạng là xoay, và đây là các màn hình động. Ví dụ mình sẽ chọn lưu thì lúc này thì ở trên đồng hồ của mình đã thể hiện cái mặt đồng hồ mới. Và các bạn để ý thì đây là một cái mặt đồng hồ nó có sự thay đổi chuyển động một cách chậm chứ không phải là một cái màn hình tĩnh bình thường. Ngoài ra thì mình để thay đổi nhanh hơn thì mình có thể xoay cái núm này. Nó sẽ thay đổi theo cái thích của mình nha. Với cái tùy chọn là lặp lại thì mình cũng có thể cài đặt trên cái đồng hồ của mình. Cũng tương tự như cái mặt bao trùm thì nó cũng là một cái hình nền động có kết cấu thay đổi liên tục như thế này, nhìn khá là lạ mắt. Ngoài ra thì cái phím digital nó cũng có chức năng thay đổi kết cấu hình như thế này, mình cũng có thể tùy chọn theo ý thích của mình. Ngoài ra thì mình còn có một cái tùy chọn khác về kim đồng hồ. Ở đây nó sẽ có ba cái tùy chọn: kim dây màu xanh, kim dây màu hồng hoặc là màu trắng như thế này. Ví dụ mình chọn kim dây màu trắng thì trên cái thiết bị nó sẽ thay đổi theo cái tùy chọn của mình. Đây là một trong những cái nâng cấp mới nhất trên con Huawei Watch GT 3 Pro. Mình thấy khá là thú vị nên là làm video chia sẻ với các bạn. Bạn nào thấy thích thì thử cài đặt để trải nghiệm nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình để cập nhật những thông tin mới nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.